Đó, nhật thực. Hôm nay là nhật thực nha. Nó ăn hết rồi đó. Mặt trời nó ăn hết rồi. Mặt trăng ăn nhật thực hả? Nhật thực là sao, lại mặt trăng ăn mặt trời à? Không biết chừng nào mấy giờ nó mới nhả ra ta. À, hồi quay tiếp đó, hồi nó nhả ra quay tiếp.